Những năm gần đây, các bảo tàng đang đẩy mạnh hoạt động giáo dục, trải nghiệm cho các đối tượng, nhất là học sinh sinh viên. Hiện nay, hoạt động trải nghiệm giữ vai trò quan trọng trong chương trình giáo dục mới, giúp học sinh vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Bảo tàng Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu. Mời quý vị cùng tìm hiểu về hoạt động này nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5. Trong năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, Bảo tàng Hà Nội tổ chức cho khoảng 17.000 khách tham gia các hoạt động giáo dục di sản trải nghiệm tại bảo tàng, với lợi thế lưu giữ một kho tàng quý giá trên 73.000 tài liệu, hiện vật gốc về lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội của Hà Nội. Khuôn viên rộng hiện đại, Bảo tàng Hà Nội đã xây dựng các hoạt động trải nghiệm giáo dục. Bên cạnh đó, Bảo tàng Hà Nội còn nghiên cứu, tổ chức các hoạt động giáo dục gắn liền với di sản văn hóa phi vật thể. Khi mọi người đến đây thì vừa được học kiến thức, vừa được xem những cái hiện vật bảo vật quốc gia, lại vừa có những cái trò chơi để cả gia đình kết nối với nhau. Thế nên nó sẽ tạo ra một cái tổ hợp về trải nghiệm dành cho khách hàng, khiến cho thời gian mọi người ở lại với bảo tàng lâu hơn, và các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi khác nhau thì đều tìm được cho mình một cái điểm thú vị nhất định. Năm 2024, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế ICOM lựa chọn chủ đề Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu, nhấn mạnh về vai trò của bảo tàng trong việc khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo. Một buổi tọa đàm với chủ đề Hoạt động giáo dục bảo tàng kết nối cộng đồng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5 đã thu hút các tổ chức cá nhân từng phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tại Bảo tàng Hà Nội, chia sẻ nhiều câu chuyện về ý tưởng, hành trình khi xây dựng chương trình giáo dục, kinh nghiệm về việc tổ chức các hoạt động giáo dục và gợi ý cho các hoạt động giáo dục trong tương lai của Bảo tàng Hà Nội. Đối tượng đến với Bảo tàng Hà Nội rất là nhiều, là các đối tượng là các giới trẻ, tầng lớp học sinh, sinh viên ở trên địa bàn Hà Nội cũng như là các tỉnh thành lân cận ở khu vực phía Bắc. Họ đến với Bảo tàng Hà Nội, chúng tôi hướng đến đấy là những đối tượng chính dành cho công tác giáo dục, với cái thế mạnh có hiện vật gốc, có hiện vật về di sản văn hóa hàng nghìn năm, và chúng tôi giáo dục trực quan. Ứng dụng công nghệ số vào giáo dục di sản văn hóa cũng được Bảo tàng Hà Nội và các chuyên gia quan tâm, qua đó hỗ trợ khách tham quan tiếp cận với các di sản văn hóa.